sếp em Miley Sa Leo cần cầu đi cứu trợ vùng lũ, trao nóng tiền tỷ cho làng nủ những ngày vừa qua. Thông tin về từ thiện, cứu trợ bà con vùng chịu ảnh hưởng của bão lũ vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đặc biệt, sếp Miley Sa vừa qua cũng nhận được nhiều lời khen ngợi với hành trình từ thiện của mình. Không nằm ngoài tinh thần tương thân tương ái năm nay, doanh nhân Miley Sa, Phan Thị Mai, chủ một chuỗi thẩm mỹ viện cùng tên nổi tiếng, đã quyết đến tận nơi, trao tận tay số tiền mặt 3 tỷ đồng, và 50 tấn gạo cho những hoàn cảnh khó khăn. Sếp em Miley Sa chia sẻ trên trang cá nhân, Miley Sa làm từ thiện 4 tỷ cho bão lũ miền Bắc bão số 3 Yagi, cụ thể là 3 tỷ tiền mặt và 50 tấn gạo sẽ được chung tay góp sức, trao trực tiếp cho đồng bào các tỉnh khu vực miền Bắc, điểm đến gồm 5 tỉnh, Phú Thọ, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Tuyên Quang. Mặc dù những phần quà nhỏ nhưng đây là tấm lòng của vợ chồng Mai Khánh, để động viên tinh thần cho các bà con sớm ổn định cuộc sống, sau khi bão lụt đi qua. Cả nhà nhớ theo dõi và ủng hộ động viên tinh thần tạo động lực cho vợ chồng Mai Khánh, cùng với tập thể cán bộ nhân viên thành công tốt đẹp với chuyến thiện nguyện này nhé. Cùng lúc này, nữ doanh nhân chia sẻ các clip ghi lại hành trình thiện nguyện này, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận trên TikTok. Cô chia sẻ hài hước đã nhờ bác lái xe cho mình và các thành viên lên cần cầu, cầu đi qua vùng vũng lầy để tới địa điểm cứu trợ kịp thời. Nhiều người bất ngờ và cũng dành lời khen ngợi cho nữ doanh nhân. Bởi, trời mưa, ngập lụt và đường trơn, tiền được cất kỹ càng trong vali sẽ đảm bảo an toàn, tránh bị hỏng. Hơn nữa, điều này cũng giúp việc vận chuyển dễ dàng hơn. Theo như chia sẻ của nữ doanh nhân này, cô đã mang thêm 1 tỷ tiền mặt vì phát sinh thêm, nâng con số từ thiện ban đầu từ 3 tỷ lên 4 tỷ đồng. Sếp Miley Sa cũng cho biết đã quyên góp 1 tỷ đồng cho các đồng bào vùng sâu vùng xa chịu thiệt hại do bão số 3 tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Cụ thể, trong bài đăng của mình, chủ chuỗi thẩm mỹ viện Miley Sa cho hay, 39 hộ dân bị lũ quét sạt lở san bằng nhà cửa, có người thân mất, thậm chí có gia đình mất tới 5 người, mỗi hộ sẽ được trao 20 triệu tiền mặt, tổng số tiền là 780 triệu. Trao tiếp 222 triệu cho 370 bà con có hoàn cảnh nghèo, bị thiệt hại bởi thiên tai bão lũ, mỗi hộ 600000 đê. Mặc dù đây món quà nhỏ nhưng đó là tình cảm của vợ chồng Mai Khánh, muốn gửi tới cho các bà con để có thêm một tí xíu chi phí để khắc phục và ổn định cuộc sống sau khi thiên tai bão lụt khủng khiếp đã đi qua. Có đi chứng kiến rồi thì mới thấy thương thấy xót thấy đau, chỉ mong các bà con khỏe mạnh, thoát nghèo, sớm ổn định cuộc sống sau khi cơn bão lũ đi qua, luôn yêu thương các bà con nhiều lắm. Nhiều người cũng dành lời khen ngợi vì sự mộc mạc, dễ thương và gần gũi của Miley Sa. Hơn nữa, cô cũng không quản ngại đường xa, đi từ thành phố Hồ Chí Minh ra đến các tỉnh thành miền Bắc, đến từng nơi vừa trao món quà vật chất lẫn lời động viên tinh thần cho bà con. Cô cũng cho biết đường đi tuy khó khăn, vất vả, song chỉ cần nghĩ đến bà con đang cần giúp đỡ là cô và các nhân viên lại nỗ lực hết mình. Chia sẻ dưới phần bình luận, nữ doanh nhân này cũng cho biết, thêm cô cùng chồng và các nhân viên vẫn đang tiếp tục chặng hành trình đi đến từng nơi, khảo sát từng địa điểm để trao những món quà đúng chỗ và thiết thực nhất. Trước đó, Miley Sa cũng nổi tiếng với các hoạt động thiện nguyện ở quê nhà, lẫn những địa phương có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước. Đáng chú ý nhất là dự án bếp ăn không đồng trị giá 70 tỷ đồng, được xây dựng tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, nữ doanh nhân sinh năm 7X này cũng nổi tiếng trên mạng xã hội, với kênh TikTok hơn 2,3 follower, với những clip chia sẻ về việc từ thiện, kinh doanh và đặc biệt là clip nhân viên hát mừng sinh nhật sếp em Miley Sa, vô cùng viral.